và hình thức lừa đảo thứ hai đó là hình thức bán bi để lấy tiền phi họ sẽ đăng lên các hội nhóm còn mua bi với số lượng lớn và giá cả đủ sức hấp dẫn để cho các bạn bán bi cho họ Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải, kênh tin tức cộng đồng bên nước quốc Việt Nam. Hiện nay thì các giao dịch B2B đang bùng nổ và Beco Team đã cho phép chúng ta làm việc này để trao đổi hàng hóa. Và Beko Team vui mừng khi thấy điều này đang diễn ra nhưng kèm với đó là tình trạng lừa đảo chiếm đột bi ngày càng tăng cao. Và dưới đây là một số hình thức lừa đảo và cách nhận biết để các bạn nên phòng tránh. Đầu tiên đó là giao dịch đổi bi lấy hàng hóa. Thủ đoạn của các đối tượng này rất đơn giản. Họ đang có iPhone và có laptop và muốn trao đổi thanh toán bằng bi trên các hội nhóm Facebook và giá cả là cực kỳ rẻ. Sau khi các bạn nhắn tin thì họ buộc các bạn phải chuyển bi trước mới giao hàng cho các bạn và khi các bạn chuyển bị xong thì ngay lập tức họ sẽ trở mặt và không chuyển hàng hóa cho các bạn và còn chặn tài khoản Facebook của các bạn để các bạn không thể nào nhắn tin được. Và thế là bạn mất số bi của các bạn mà thôi, đã có rất nhiều người đã bị lừa đảo bằng thủ đoạn này. Và cách nhận biết đó là những kẻ lừa đảo dạng này, đó là họ thường dùng các tài khoản Facebook ảo, tài khoản Facebook mới lập hoặc là tài khoản không có hình nền, tài khoản không có thông tin và tài khoản không có số điện thoại, hoặc không có bất cứ một địa chỉ của shop cụ thể nào và cũng không có thông tin liên lạc khi các bạn cần thiết các bạn cứ thấy iPhone 13 là các bạn nổi lòng tham mà các bạn không chịu tìm hiểu cũng như là xem xét kỹ lưỡng các tàu khổ ảo này và họ sẽ hối thúc các bạn chuyển bi chứ họ không có mong muốn tư vấn bán hàng cho các bạn cũng như là tư vấn về các vấn đề sau này như là chế độ bảo hành mẫu trì hoặc là chế độ đổi trả máy khi gặp lỗi và hình thức lừa đảo thứ hai đó là hình thức bán bi để lấy tiền phía họ sẽ đăng lên các hội nhóm cần mua bi với số lượng lớn và giá cả đủ sức hấp dẫn để cho các bạn bán bi cho họ và khi đạt được thỏa thuận thì họ cũng sẽ yêu cầu các bạn chuyển bay trước và khi các bạn chuyển bay xong thì số bay của các bạn cũng theo may gió vào ví của họ còn tiền của các bạn chờ mỗi môn cũng không thấy họ chuyển cho các bạn cách tốt nhất là chỉ nên giao dịch trực tiếp ngồi đời tuyệt đối không giao dịch trên mạng dưới bất kỳ hình thức nào đừng tin bất kỳ một ai vì khi liên quan tới tiền bạc thì lòng tham của con người là vô đáy và các bạn nên chờ hệ sinh thái chính thức từ bay có tim khi ấy sẽ có một mức giá đồng thuận cụ thể và bạn có thể giao dịch thoải mái trong hệ sinh thái này mà không bao giờ sợ lừa đảo và khi trong hệ sinh thái này mà người bán không chịu chuyển hàng cho các bạn thì số bay của các bạn sẽ được trả lại và tài khoản của người bán sẽ bị khó nên giao dịch trong hệ sinh thái là an toàn nhất còn những hình ảnh về giao dịch cũng như là chuyển nhận và những chứng từ hố đơn thì họ có thể làm photoshop rất đơn giản thôi nha các bạn và mình khuyên các bạn lần cuối nên giao dịch gặp mặt trực tiếp với nhau còn không thì thôi các bạn có việc chờ hệ sinh thái từ Beko Team Chúng ta đã chờ đợi hơn 3 năm rồi cho nên chờ đợi thêm 1-2 tháng nữa cũng không đáng là bao Và Beko Team cũng đã rất thông minh khi cho những người ăn sổ này giao dịch được trước Để biết đâu là những người có tầm nhìn Và cho dù các bạn có cả nghìn bi đi chăng nữa mà các bạn không biết quản lý tài chính Thì các bạn nghèo vẫn hồ nghèo Còn ai muốn trao đổi bi lấy tiền phía đó là quyền của họ Và rủi ro thì các bạn tự chịu Và sau này các bạn sẽ hối tiếc về hành động này bài chia sẻ của mình đến đây là kết thúc các bạn có thể nhấn nút đăng ký và wow, quả wow, chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất về B Network xin chào và hẹn gặp lại